Để kích hoạt chế độ bắt điểm trong phần mềm Paint Mark thì chúng ta có thể nhấn phím S trên bàn phím, hoặc là các bạn bấm một cái biểu tượng này để chúng ta bắt điểm, hoặc là chúng ta nhấn chặt chuột trái vào để chọn các cái tùy chọn bắt điểm. Chúng ta nó có ba tùy chọn, hai là chúng ta sẽ dùng cho các cái đối tượng 2D, 2.5 có thể dùng cho cả 2D, 3D, và 3.0 chúng ta sẽ dùng trên phối cảnh mà thôi. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đối tượng này trên phối cảnh, sau đó thì tùy các cái trường hợp mà các bạn ứng dụng dùng 2 hay 2.5 trong các cái bài tập mà tôi sẽ ôn luyện cho các bạn, tôi sẽ chọn dạng 3.0. Để kích hoạt hộp thoại bắt điểm, chúng ta chuột phải vào cái biểu tượng này, tôi sẽ cho lên góc phải này cho chúng ta dễ dàng quan sát. Đầu tiên tôi sẽ kích hoạt cái chế độ dạng grid point, tức là chúng ta bắt theo cái lưới của 3D Max. Khi kích hoạt chế độ này, tôi chọn đối tượng, tôi sẽ cho hiện mỗi đối tượng này thôi để chúng ta quan sát được dễ. Bấm bằng bóng đèn này hoặc nhấn tổ hợp phím Alt Tab Q, rồi zoom lại gần thì lưới của đối tượng là đây. Tôi sẽ chọn đối tượng này, tôi bắt vào từng cái mắt lưới một, bắt vào giao điểm ở đường lưới các bạn. Grid point chúng ta bắt vào giao điểm của đường lưới. Sau khi chúng ta thử nghiệm và thấy hiệu quả rồi thì tôi sẽ nhấn Ctrl Z và hiện lại các đối tượng. Tôi sẽ nhấn phím Z để zoom gần lại. Tôi sẽ tắt cái chế độ bắt điểm gọi là grid đi. Tôi sẽ chọn thêm hai cái đối tượng. Tôi bấm tổ hợp phím Alt Tab Q để hiện hai đối tượng này. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt điểm dạng pivot. Pivot tức là cái giao điểm của ba cái trục này. Ở đây chúng ta thấy rằng có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây và chúng ta đang hiển thị pivot. Khi hiển thị pivot, các bạn có thể bắt điểm pivot dùng cái lệnh di chuyển bắt điểm vào pivot của đối tượng thứ hai, nó sẽ trùng khít pivot lại với nhau, thì đối tượng nhỏ chúng ta sẽ được vào trong đối tượng lớn và chúng ta sẽ không nhìn thấy cái hiển thị của đối tượng nhỏ bởi vì nó nằm bên trong rồi. Tôi có thể nhấn Ctrl Z lại, tôi bấm vào cái biểu tượng này để hiển thị lại các đối tượng của chúng ta. Bỏ qua thành phần pivot, chúng ta sẽ bỏ dấu check trở đi. Perfect Color và dạng Tangent là hai cái dạng mà bắt điểm dựa trên cái đối tượng 2D, tôi sẽ bàn đến sau. Tiếp theo là cái chế độ Vertex chúng ta hay dùng nhất, chúng ta check vào Vertex. Khi check vào Vertex, chọn đối tượng, chúng ta bấm phím Space hoặc bấm biểu tượng khóa này để chúng ta khỏi chọn nhầm. Tôi chọn trỏ chuột vào cái vị trí nào thì những cái đỉnh này chính là những cái vertex để giúp chúng ta bắt điểm dễ dàng nhất. Tôi có thể chọn vào vertex, nhấn chặt chuột trái, bắt lên cái đỉnh ở cái cuối box này, bắt hoàn toàn chính xác trên phối cảnh. Tôi có thể xoay đi để các bạn quan sát thấy, hoặc là tôi chọn cái đỉnh như này, kéo qua đây, hoàn toàn dễ dàng phải không các bạn? Các bạn chú ý rằng trên cái phối cảnh, đôi khi chúng ta chọn đối tượng rồi bắt không trúng đỉnh thì nhớ khóa lại, và khóa lại rồi tôi không thể chọn các đối tượng khác được thì chúng ta phải mở khóa ra để chọn đối tượng khác. Còn bây giờ nếu chúng ta mà kích hoạt cái chế độ gọi là Adjustment là nó sẽ bắt theo cái tuyến của cạnh này, tôi vẫn khóa đối tượng này, tôi chọn và giờ nó bắt theo cái tuyến của cạnh của cái khối hộp này. Nếu kích hoạt chế độ Face, bỏ cái chế độ end và shipment này đi, nó sẽ bắt vào cái bề mặt của đối tượng này. Có nghĩa giả sử đối tượng chúng ta đang ở dưới này, tôi muốn bắt nó tiếp xúc với bề mặt trên này thì chúng ta chọn đối tượng, kéo lên cái bề mặt trên này thì coi như nó tiếp xúc với bề mặt này rồi. Các bạn muốn biết cái chế độ hit line là gì thì chúng ta lại phải bấm vào cái biểu tượng này một lần nữa ở Paint Mark 2014. Rồi, kích phần hit line này, chọn đối tượng. Nó sẽ bắt vào cái độ dài của cái đường lưới chứ không phải bắt vào giao điểm như phần đầu nữa. Đúng không các bạn? Còn để cái thể hiện cái phần boring box thì tôi sẽ vẽ thêm một cái đối tượng tiếp theo. Chúng ta chọn sphere, chọn auto grid và tôi sẽ bỏ bắt điểm tạm thời đi. Tôi sẽ vẽ đối tượng ở đây. Tôi kéo cái đối tượng này lên. Boring box, khung bao của đối tượng. Khi mà tôi kích hoạt cái chế độ boring box này, tôi bỏ hit line đi, tôi chọn đối tượng này, tôi khóa lại, bắt vertex, kích hoạt chế độ bắt điểm lên, tôi có thể bắt vào cái lưới của đối tượng này, boring box này, của khối cầu này, bắt vào các vị trí, các cái góc của cái khung xây của chúng ta.
Còn nếu chúng ta dùng target thì tí nữa tôi sẽ lần lượt chỉ các bạn hai cái trường hợp này dùng như thế nào. Nếu chúng ta check phần endpoint là chúng ta bắt đầu bắt vào cái vị trí cuối, đỉnh cuối, các đỉnh cuối này. Nếu tôi bỏ phần endpoint, check phần midpoint, bắt vào cái đoạn giữa, trung đoạn của các đoạn. Nếu như check vào thành phần center face là bắt vào cái trung điểm của bề mặt của đối tượng. Các bạn thấy có một cái mũi tên hay một cái biểu tượng chéo chéo tam giác ở giữa, đó là trung tâm của bề mặt của chúng ta. Trên đây những thành phần bắt điểm cơ bản, còn hai thành phần còn lại, perfect cooler và phần tay cần, tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn. Còn hai phần này thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sử dụng trên cái đối tượng 2D như thế nào. Để thực hành hai chế độ bắt điểm còn lại, chúng ta làm như sau. Các bạn chọn tab khởi tạo, chọn phần shaper, chúng ta vẽ thành phần rectangle. Các bạn nhấn chặt chuột trái kéo ra. Tiếp theo chúng ta vẽ một cái circle, cái đối tượng đường tròn vào đường line. Các bạn chọn line, bấm vào vị trí thứ nhất, giữ shift để kéo, chúng ta vẽ đường line thẳng. Vẫn chọn đường line đó, chúng ta bắt đầu khám phá cái thông số thứ nhất. Các bạn chuột phải vào, đầu tiên các bạn chuột trái vào, chúng ta chọn 2.5 bởi vì chúng ta đang trên một cái mặt top chứ không phải trên phối cảnh. Các bạn chuột phải vào, kích hoạt các chế độ như sau, ví dụ như là perfect cooler để giảm bắt vuông góc, tôi có thể kéo ra góc chéo này. Bây giờ như sau, tôi chọn lấy line, tôi bấm vào điểm thứ nhất, tôi kéo điểm thứ hai. Khi mà kích hoạt rồi, tôi bắt đầu bấm dưới, các bạn thấy rằng ở trên này có một cái gọi là ký hiệu của đường vuông góc. Nghĩa tôi bây giờ bắt vào đây là bắt vào đường vuông góc, đó là ý nghĩa của bắt điểm đầu tiên. Bắt điểm thứ hai là bắt điểm dạng tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì chúng ta sẽ liên quan đến cái đường tròn này, tôi bỏ phần này đi, tôi chọn tiếp tuyến, tôi bấm vào một vị trí, chọn line, bấm vào vị trí đầu tiên, bắt đầu đưa lên thì các bạn thấy rằng tiếp tuyến nó bắt cho chúng ta này. Thì đây là ý nghĩa của thành phần thứ hai, bắt điểm dạng tiếp tuyến, tôi có thể bấm từ đây qua được không các bạn? Hoàn toàn dễ dàng đúng không các bạn? Nếu mà đồng ý thì tôi bắt đầu bỏ đi, tôi đóng lại. Vì vậy khi mà bắt điểm chúng ta phải xác định được những thành phần như sau: bắt vào vị trí nào và ở đâu, và check vào thành phần bắt điểm nào để cho nó mang tính hợp lý cao. Và các bạn chú ý rằng trên một mặt top left, right hay bottom chúng ta dùng 2.5 với khối. Nếu mà với cái đối tượng 2D có thể dùng 2 để bắt điểm. Còn đâu số 3 chỉ ứng dụng trên cái bề mặt 3D mà thôi, tức là dạng phối cảnh mà thôi.